Hi xin chào các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot mình là Evelyn là một tarot reader mình đem đến cho các bạn chủ đề thú vị thông qua những trò bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là mối tình truyền lem của bạn là ai và kết quả như thế nào và đây là những trò bài chung mi nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1. tổ 2. Và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi mối tình twin lem của bạn là ai và kết quả như thế nào. Và đây là những trò bài chung mấy nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụng một có thể là trong cuộc sống của bạn hiện tại có khá là nhiều điều khiến bạn cảm thấy có sự thiếu thốn. Có thể rằng là các bạn đang ở trong cái trạng thái gọi là cô đơn, chống trải, buồn bã. Hoặc là có thể các bạn đang cảm thấy thiếu thốn về tiền bạc, cảm thấy mọi thứ nó có sự hơi ê chề hoặc là có thể bạn cảm thấy rất là lẻ loi trong mọi trong mọi việc trong cuộc sống của mình phải tự mình giải quyết tất thể mọi thứ. Hoặc là bạn cảm thấy như là những gì mà bạn đã cầu nguyện, các bạn đã cố gắng thu hút các bạn đã cố gắng thể hiện những lời khẳng định tích cực, luôn suy nghĩ về tương lai lạc quan, nhưng mà chẳng được cái gì hết, cho nên có một số bạn đang có sự hơi bị nản chí. À, ở đây mình thấy vũ trụ đang có sự quan sát, theo dõi và có sự gọi là khuyến khích các bạn hãy tập trung à, và đồng thời hãy có một sự là vực dậy tinh thần của mình. Thời điểm này các bạn nên cân bằng và biết ơn, trân trọng những gì mình đang có. À bạn hãy có một sự gọi là nhìn ngắm mọi vạn vật xung quanh và những cái tình huống khó khăn trong cuộc sống để bản thân của bạn cảm thấy biết ơn bởi vì mình vẫn còn có thể có được, có thể trụ được. Một số bạn dạo gần đây các bạn hơi nóng trong người hoặc là bạn cảm thấy có một cái sự tinh thần hơi bị bấn loạn trên vên thì việc của các bạn bây giờ uống nước, kết nối thiên nhiên, cân bằng cuộc sống và có thể là lên kế hoạch cho cuộc sống của mình tập trung vào những gì mà mình có thể thay đổi những gì mà mình có thể thực hiện được ừ. có thể các bạn nên gọi là thực hiện những cái uh, kế hoạch hoặc là làm cái gì đó mà gọi là kiểu thể hiện được cái sự khéo léo đôi bàn tay các bạn ừ. khi mà bạn hành động bạn uh, làm việc thì bạn sẽ um, có khả năng gọi là buông bỏ được những cái phút giây nhàm dáng của mình ừ và ở đây mình thấy các bạn là những người tỉnh táo có sự gọi là kiên trì và đồng thời có thể các bạn rất là giỏi trong việc nắm bắt thông tin kiến thức rồi đó các bạn là những người gọi là tự mình gây dựng nên mọi thứ mọi việc Và những người có khả năng gọi là đạp đi xe lại cuộc đời đó các bạn giống như năng lượng của một vị vua vậy đó cho nên là đôi khi có thể cuộc sống của bạn nhiều bài học hơn người khác để có thể gọi là đánh thức cái con sư tử bên trong các bạn các bạn có thể gọi là vươn cao và trở thành một cái vị vua anh minh hoặc là một cái vị vua có khả năng gọi là làm chủ cuộc sống của mình một cách chắc chắn nhất và mình thấy có thể là hiện tại có khá là nhiều người mang năng lượng nam họ sẽ hỗ trợ họ nâng đỡ tinh thần đây là những người lý trí và có sự thực tế trong cuộc sống đây họ những lời khuyên của họ sẽ vượt dậy tinh thần của các bạn và mình thấy là trong cuộc sống của bạn khi mà bạn có sự gọi là um, biết Um, đừng để cảm xúc thao túng các bạn các bạn có sự lý trí hơn và có sự nhìn nhận mọi thứ một cách tỉnh táo hơn thì điều gì bạn cũng có thể vượt qua ha Vậy ra có thể một số bạn đang lớn cấn vấn đề pháp lý gì đó cho nên là đôi khi cũng cảm thấy có sự chờ đợi hơi lâu ừ. Một số bạn ở đây là cha học mẹ đơn thân ha Rồi để mình xem coi mối tình Jean lem của bạn là ai đây người này mình thấy họ rất là tin vào định mệnh và số phận nha. ở đây mình thấy dường như cái đối tượng này á họ là một người sống rất là bí ẩn, à, ít khi thể hiện à, bản thân hoặc là có khả năng là làm những công việc mà mang tính chất gọi là à, bí mật hoặc là phải um, có tính bảo mật cao. Á. thậm chí người này rất là giỏi, họ có thể là rất là giỏi về ngoại ngữ hoặc là đây là một người nước ngoài, à, các bạn sống hai quốc gia khác nhau người này mình thấy có thể là họ cũng um, có thể là làm việc cho một công ty nước ngoài công ty đa quốc gia vân vân nói chung đây là một người hướng về quốc tế à, và có thể người này rất là sợ bị người khác phản bội hoặc là rất là sợ bị người khác gọi là chiếm đoạt tài sản hoặc là lừa dối hoặc là, uh, có một sự gọi là uh, trộm cắp đồ đó ha mình thấy là như vậy ừ. và ngoài ra thì mình thấy cái nỗi sợ của người này nó đặc biệt hơn người khác là khi mà họ sinh ra là họ đã mang cái nỗi sợ này bên mình Có thể trong cái đoạn gọi là kiếp trước của cái người này là họ đã từng bị một cái vấn đề gì đó liên quan đến bị phản bội hoặc là bị trộm cắp lừa đảo Cho nên người này họ có một cái tính đa nghi à. Người này thì nói chung là họ rất là giỏi ăn nói và họ rất là khôn ngoan, khéo léo trong cái việc gọi là hành xử hoặc là giao tiếp với người khác và rất là tự tin Và ừ. có thể cái đối tượng này khá là... À, đẹp trai xinh gái ừ. và ngoài ra người này mình thấy có thể là đây là một người cũng có tiếng nói giọng nói gì đó rất là đặc biệt có thể là giọng nói hay hoặc là tiếng hát giọng hát hay vân vân ừ. hoặc đây là một người có thể họ cũng biết nhìn nhận những gì của mình có những cái yếu điểm khuyết điểm hoặc là ưu điểm gì đó để họ có thể gọi là tăng cường hoặc là có sự giảm bớt ha như vậy cuộc sống của người này mình thấy được ơn trên dẫn dắt để họ có thể bước đi đúng cái sứ mệnh của họ và họ có sứ mệnh trong cuộc sống nha người này mình thấy có thể là cuộc sống cũng không dễ dãi với họ đâu họ toàn là gặp những cái người không tốt thôi để dạy cho họ rất là nhiều bài học họ giúp cho họ có sự gọi là thức tỉnh để từ đó họ có thể đánh thức giúp cho người khác có sự gọi là mở rộng tầm mắt hoặc là biết suy nghĩ hoặc là có một cái sự gọi là thức tỉnh sâu như họ mình thấy là như vậy rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì twin lam của bạn là ai thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem trả bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha thì truyền lam của các bạn mang năng lượng nữ xem trả bài ha, mình thấy đây là một người nhìn có vẻ khá là kín đáo hoặc là họ ít nói ha. người này có khả năng khuôn mặt cũng hơi khó gần hơi kỹ tính và có thể người này cũng còn trẻ nhưng mà hoặc là độ tuổi họ cũng trưởng thành và họ có sự gọi là khôn ngoan và có tài lãnh đạo tự nhiên người này có khả năng là có tóc bạc sớm hoặc là ở đây mình thấy người này ăn mặc cũng rất là kín đáo và um, họ cũng là một người rất là năng động trong cuộc sống nhìn họ có khả năng là Ừ. Trẻ hơn tuổi nha Mình thấy là như vậy Và người này mình thấy thể năng họ cũng rất là chủ động Mạnh mẽ, nhiệt tình, sôi nổi Và đặc biệt trong tình yêu người này cũng rất là chủ động và ân cần à. Người này trong công việc thì có thể là họ Có một cái sự gọi là không có quan tâm gì đến cái uh, sắc đẹp của mình đâu Lo làm việc thôi Nhưng mà khi mà họ gặp bạn rồi thì họ có một sự chú trọng hơn Có một sự gọi là chăm chút hơn cho vẻ đẹp của mình Ừ người này có thể công việc của họ là có khả năng là hay uh, bàn bạc với đội nhóm hoặc là là một cái người hướng dẫn chỉ đạo hoặc một cái người thầy hỗ trợ cho người khác ừ. hoặc có khả năng họ làm cho lĩnh vực giảng dạy chẳng hạn nói chung là người này có nhiều kiến thức để chia sẻ lắm hoặc là có thể họ cũng có uh, sự hiểu biết về đạo họ có khả năng rất là thích nghiên cứu về những cái lĩnh vực liên quan đến tâm lý liên quan đến tinh thần liên quan đến tôn giáo rồi đó ừ. cũng có khả năng kết bạn uh, khá là cao ha và ngoài ra mình thấy cái khả năng là cái người này trong cuộc sống của họ hay dành thời gian để ngủ nghỉ à, có thể họ làm việc trí óc khá là nhiều suy nghĩ rất là nhiều luôn và có thể cái người này họ là một người sốc vác nói là làm nha yeah. người này có vẻ nhìn họ có sự gọi là kiểu hơi lạnh lùng nhưng mà đẹp trai à, ở đây thì có khả năng một số trường hợp là cha đơn thân cũng có à người này rất là thích giúp đỡ hỗ trợ những người xung quanh. Có thể những lúc mà họ được nghỉ phép trong công việc thì có thể sẽ đi giúp người, ha. có thể là chia sẻ lời khuyên hoặc là giúp đỡ về um, đồ đạc rồi đó, ha biếu tặng đồ đạc, quần áo vân vân. Và người này đã có một cuộc sống độc lập rồi, họ cũng đã tạo dựng nên một cái cuộc sống vững chắc về tiền tài và cái um, khu rừng, khu vườn tiền tài của họ nó luôn phát triển tốt. Ừ, người này rất là biết cách để có thể xây dựng một cuộc sống vững chắc à. ở đây mình thấy là có một số trường hợp là tuổi ngọ tuổi dậu và tuổi mùi à. điều này mình thấy họ đó có khả năng là yêu thích cái sự thuần khiết và có một cái sự có nét gì đó nó rất là tinh tế và à, nhìn rất là thanh cao chẳng hạn và có khả năng cũng rất là thích cái sự yên bình ừ. có thể họ rất là thích mặc đồ trắng ha hoặc là họ thích màu trắng và ngoài ra thì mình thấy cái khả năng là cái đối tượng này họ rất là khôn ngoan ừ. Người này có khả năng gây cho người ta cái sự chú ý, quan tâm hoặc là Người này có thể là cũng không có um, hiền ha Họ cũng có một cái sự gọi là uh, Có thể um, cũng có sự cá tính ừ. Chứ không phải là hiền ha Và người này có sự trung thành, trung thủy và họ có một cái cộng đồng riêng ha và Ngoài ra thì mình thấy là họ cũng là một người có sự gọi là có tính Bảo mật, và có, có tính phòng thủ, phòng vệ rất là cao. Đối với cái người này, cái sự an toàn là trên hết. Và họ có sự gọi là dạch ra cái giới hạn với người khác. Không có ai có thể chạm được cái giới hạn của người này. À. Người này cũng nóng tính chứ không có sự gọi là uh, quá thấu hiểu người khác đâu. Khi mà vượt quá giới hạn là cái người này họ sẽ có sự xù lông nhiếm lên đó và yeah, ngoài ra thì có thể người này cũng là một người có cái sự rất là thận trọng luôn ha làm việc thì rất là hiệu quả nhưng mà rất là thận trọng có thể là à, khi mà muốn triển khai công việc họ đã tính toán kỹ lưỡng họ sẽ làm rất là nhanh nhưng mà trước khi họ có sự triển khai đó họ thường sẽ suy nghĩ một khoảng thời gian khá là lâu ha. cái đối tượng này họ rất là thích kiếm tiền luôn đó và người này á mình thấy có khả năng là trong cái mối quan hệ thì có thể họ cũng rất là quan tâm đến các bạn tuy nhiên người này họ lại ưa thích về vật chất tiền tài cho nên đôi khi họ rất là bận rộn Họ không có nhiều thời gian dành cho các bạn ừ, đôi khi có khả năng là bạn cảm thấy hơi bị lạnh lẽo trong mối quan hệ này à và yeah, ở đây thì mình thấy có thể là bạn là một người rất là ân cần chu đáo với người này và họ cũng có là chỗ dựa tinh thần cho các bạn ừ. người này có thể có ấn tượng với bạn ngay từ lần đầu gặp mặt yêu từ cái nhìn đầu tiên chẳng hạn họ cũng xem bạn là một báo vật đó người này á khả năng là cũng họ cũng có một cái sự kiểu như là cũng hào phóng ừ. họ có khả năng cũng có khả năng giúp đỡ các bạn trong những lúc bạn khó khăn nha người này rất là hào phóng về tiền bạc nhưng mà họ biết đầu tư đúng chỗ đúng cách khi mà họ đã thực sự cảm thấy bạn chính là cái người mà họ muốn kết nối tình yêu họ sẽ đầu tư tiền bạc cho các bạn giúp đỡ các bạn và ngoài ra thì mình thấy hai bạn có sự chăm sóc lẫn nhau tuy nhiên hai người cũng có đôi khi những có những cái khắc khẩu à. người này mình thấy có thể là bạn là họ xem bạn giống như là ánh mặt trời để giúp cho họ có sự gọi là Uh, mạnh mẽ hạnh phúc hoặc là tập trung vào công việc có sức sống trong cuộc sống đó. họ rất là thích được ở gần bên các bạn ừ. nói chung là khi mà ở bên cạnh người này bạn rất là vững về mặt tinh thần tuy nhiên thì nói chung uh, kiểu như là thiếu thời gian dành dần dành cho nhau hoặc là cái người này họ có sự thực tế quá mức ừ. và thiếu cái cảm xúc họ có tình cảm nhưng mà họ thiếu, thiếu không có biết cách thể hiện cảm xúc hoặc là Uh, họ có thể là yêu công việc nhiều hơn ha. và trong mối quan hệ người này họ cũng uh, luôn hy vọng hai người có sự khỏe mạnh người này rất là kỹ cho nên là cái vấn đề sức khỏe phải đặt lên hàng đầu và nếu như bạn có vấn đề về sức khỏe mà bạn không biết bảo vệ hoặc là bạn kiểu như là có ảnh hưởng gì sức khỏe người này cũng có vẻ hơi bất an, hơi khó chịu hoặc là kiểu đối với họ cái người yêu của họ phải có sức khỏe tốt ha, để cùng đi lâu dài. Ừ. Họ rất là lo sợ đối tượng phối ngẫu của mình có vấn đề về sức khỏe mình thấy là như vậy. Người này lúc đầu có thể họ cũng hơi thường xuyên nhắn tin qua lại các bạn nhưng mà sau đó khi mà hai người đã có tình cảm gần gũi với nhau rồi thì có thể cái sự nhắn tin hoặc là cái tình cảm nó vơi dần hoặc là họ, họ ít ừ, dành thời gian các bạn ừ. người này có cái khuynh hướng là khi mà tranh cãi với nhau họ chơi cái màn gọi là silent treatment với bạn à, dùng sự im lặng với bạn thế là như vậy và khi mà có một khoảng thời gian im lặng sau đó có khả năng là cái người này họ sẽ nhớ và họ sẽ tìm về nhắn tin lại ừ. và họ muốn bạn chiều ý họ ha à, họ muốn bạn phải chiều ý họ và phải biết lắng nghe họ và người này họ muốn là cái người điều hành ha cái mối quan hệ này theo ý của họ ừ. bạn phải biết nhẹ nhàng biết ân cần biết kiên nhẫn và biết chịu đựng rồi để mình xem coi. Và đó với người này á tiền bạc sẽ giải quyết được tất cả nha. Rồi để mình xem qua đó với những bạn đang xem cho bài lem của bạn là ai. lem của các bạn đang xem cho bài người này cũng là một người lý trí không thua gì các bạn, hai người đúng là một cặp trời sinh. <laughs> hai người đều giống như là hai con cọp ở trong một khu rừng vậy đó không ai cũng có cái to có cái tính có có sự gọi là mạnh mẽ riêng hết ai cũng muốn làm vua hết người là vua một người nữ hoàng à, ai cũng đều lý trí nguyên tắc lạnh lùng và có sự gọi là cá tính ừ, cũng là những người có một sự biết làm chủ cuộc sống của mình người này rất là thông minh nhạy bén và họ cũng là một người có cái sự uy quyền tỏ ra rất là uy nghiêm ha có quyền lực và đồng thời cũng là một người luôn muốn mọi người phải chiều theo hoặc là kiểu như là họ luôn muốn là cái người dẫn dắt mọi thứ giống như giống như bạn vậy đó hai người giống như là hai mảnh ghép rất là giống nhau người này có khả năng cũng có một cái sự gọi là thích đi biển hoặc là rất là mong muốn kiếm được nhiều tiền hoặc là người này có khả năng quản lý nhiều nguồn thu nhập khác nhau Uh, đây là một người họ nhìn họ có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng mà họ luôn khao khát có một cái tình yêu đẹp đẽ ngọt ngào và trong tình yêu có thể uh, đối với người khác họ lạnh lùng nhưng mà đối với bạn có thể là họ có sự ân cần chu đáo ngọt ngào uh, và họ rất là si mê các bạn nha hai bạn có thể là rất là xứng đo vừa lứa và hơn nha có thể trên có thể bạn hơn họ 5 tuổi nha yeah, um. Và đồng thời cái người này rất là si mê, rất là thích ngắm nhìn cái vẻ đẹp của các bạn Hai người đều rất là đẹp, hai người đều có một cái sự gọi là sắc xảo, sắc nét <laughs> Người này thì mình thấy có thể bạn với họ quen nhau trên môi trường bạn bè hoặc là cộng đồng Người này có thể là cũng được rất là nhiều người đẹp trai hoặc là giỏi giang theo theo đuổi nha và Ngoài ra thì cái cái người này họ rất là thích những cái người giỏi ăn nói mà điển trai, đẹp trai Thấy là như vậy và có sự gọi là tự tin có khả năng lãnh đạo cuộc sống của mình không có sống dựa dẫm mình thấy cái, cái kiểu người mà người này thích là như vậy và mình thấy người này cũng rất là giỏi ha giỏi về cái cách ăn nói, diễn đạt ứng xử và có sự tự tin diễn đạt diễn giải trước đám đông đó ừ. đây là một người có khả năng độc vị người khác ừ và có thể nhìn họ có sự khó gần hoặc là họ có sự gọi là khô khan hoặc là lạnh lạnh lùng nhưng mà thực sự có rất là nhiều người thích họ để ý họ quan tâm họ ừ. và cái người này khi yêu thì họ chỉ yêu duy nhất một người thôi và ngoài ra thì có thể người này cũng rất là ghét cái câu chuyện người thứ ba người này họ sòng phẳng họ rõ ràng họ không có thích trở thành người thứ ba và họ cũng không thích bị người khác phản bội lừa đôi lừa dối họ nha yeah người này như mình nói khuôn mặt đẹp đôi mắt rất là sắc sảo mũi cũng thể có khả năng là mũi cũng cao vừa và kín ừ. có một số trường hợp có thể người này có khuôn mặt trái xoan hoặc là khuôn mặt chữ điền ăn mặt rất là kính đá và có đôi bàn tay rất là đẹp đây là một người rất là quyết đoán trong mọi cái tình huống hoặc trong sự lựa chọn đây là một người họ cuộc sống của người này cũng có nhiều cái sự vậy phải, phải trải qua nhiều cái giai đoạn thức tỉnh lắm nha và người này cũng rất là yêu ánh trăng có khả năng họ sinh vào cái giai đoạn gọi là trăng tròn hoặc là họ rất là thích ánh trăng hoặc là đôi khi khuôn mặt người này cũng có thể là tròn như mặt trăng vậy đó <laughs> người này rất là thích bươm bướm nào đó ha và ngoài ra thì mình thấy họ rất là tỏa sáng đó ừ. họ có điều gì đó rất là cuốn hút người khác có một cái nét duyên ngầm và ngoài ra người này rất là có cái khả năng tinh thần trách nhiệm cao có tầm ảnh hưởng cao với người khác và có khả năng lãnh đạo của rất là được nhiều người tín nhiệm và tin tưởng ha. đây là một người họ có một cái sự ổn định dưỡng chắc và an toàn ừ, họ cũng sống có một cuộc sống khá là đơn giản và người này thì có thể năng là họ cũng rất là thích ăn hải sản ăn tôm rồi đó hoặc là cũng thích ăn gà rồi đó ừ. người này mình thấy họ có khả năng thích nghi cao với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống ha họ bất kể gọi là cho họ ở đâu họ cũng đi có thể sống được thích nghi được hết có khả năng làm mới chính mình và có khả năng chuyển hóa ừ. và có thể người này cũng có sự gọi là uh, rất là quan tâm đến vẻ đẹp người này có khả năng là có cái tính tự lập hoặc là độc lập rất là cao hoặc là kiểu như là cái tính kỷ luật rất là cao và họ có khả năng giảm cân hay là bất cứ điều gì họ muốn nếu như họ có sự gọi là chăm chỉ nỗ lực cố gắng họ sẽ luôn đạt được cái mục tiêu của mình người này rất là yêu thương các bạn nha người này có khuynh hướng là họ yêu bạn nhiều hơn bạn yêu họ nữa đó và họ luôn muốn gọi là mang đến cho bạn hạnh phúc ha bạn có vấn đề sức khỏe hay gì đó người này rất là ân cần và quan tâm họ luôn muốn hỗ trợ luôn muốn là một nửa của bạn Và có khả năng họ cảm thấy ngập tràn hạnh phúc khi có được các bạn à, và bạn cho họ cái cảm giác êm đềm hoặc là à, ở đây mình thấy có thể là bạn có bất kỳ những vấn đề gì đó là người này họ luôn gọi là rất là nhiệt tình để có thể hỗ trợ hoặc là chữa lành hoặc là sẵn sàng nấu ăn cho các bạn mặc dù có thể là người này nấu ăn không giỏi hoặc là họ có khả năng cũng ít khi gọi là giúp người khác uh, hoặc là nấu ăn trong gia đình nhưng mà bạn là cái người đặc biệt mà họ sẽ tình nguyện <laughs> nấu ăn cho bạn mỗi ngày người này rất là chung thủy các bạn và ở đây mình thấy người này cũng rất là lý trí trong tình yêu Người này mình thấy có thể là trong tình yêu này đôi khi họ luôn có một cái sự lo sợ bị phản bội hoặc là um, Ở đây họ luôn cố gắng trở thành một cái người hoàn hảo như bạn mong muốn um, Để được bạn yêu thương Và ngoài ra thì mình thấy có thể là cái người này họ cũng đôi khi trong mối quan hệ này đôi khi họ cũng hơi có những cái suy nghĩ miên man bởi vì có thể bạn cũng hay tạo khoảng cách hoặc là bạn có thể là hơi bận rộn không có nhiều thời gian dành cho họ đôi khi họ luôn ở trong cái trạng thái lo lắng hoặc là kiểu bất an và không biết tương lai nó sẽ như thế nào trong mối quan hệ này người này luôn muốn cái tình yêu này sẽ có một cái sự gọi là cam kết chính thức nhanh chóng nhưng mà họ luôn phải cố gắng kiên nhẫn và kiên trì vượt qua à. và cái người này mình thấy họ không có thích bạn luôn im lặng với họ Và ngoài ra đôi khi người này họ có một cái sự gọi là sống rất là nội tâm trong mối quan hệ này Hoặc là có nhiều điều rất là muốn tỏ bài cùng với bạn nhưng mà có sự giấu kính à, nhưng mình nói đôi khi có khả năng họ luôn cố trở thành một cái hình mẫu mà bạn yêu muốn, mà bạn yêu thích, mà bạn muốn ừ. Người này rất là kiên trì với bạn luôn đó Dù cho có mưa gió bão bùng họ vẫn ở bên cạnh các bạn Không có rời xa ha và ngoài ra thậm chí là có một số bạn yêu xa quen xa cứ chưa gặp mặt được nhau nhưng mà họ luôn có niềm tin vào các bạn luôn giữ một lòng chung thủy với bạn và không hề gọi là đổi thay họ luôn muốn được bạn quan tâm được bạn gọi là yêu thương được bạn gọi là thể hiện tình cảm nhiều hơn người này đôi khi có khả năng là họ vượt quá giới hạn của mình luôn để chiều theo các bạn họ rất là lý trí trong mọi việc nhưng trong tình yêu dường như cái người này họ hơi bị Um, cảm xúc chi phối hoặc là trong mối quan hệ này, cái người này mình thấy có thể là đôi khi khi mà vượt quá giới hạn của mình là họ luôn có sự dùng lên để đấu tranh đó. Uh. người này trong mối quan hệ này luôn cần cái sự chung thủy và họ luôn cảm thấy uh, nghi ngờ hoặc là lo lắng về cái mức độ chung thủy hoặc là họ sợ, ha. người này có nhiều nỗi sợ trong mối quan hệ. mỗi khi bạn im lặng là họ lại sợ hoặc bạn không nhắn tin cho họ ha là họ hay suy nghĩ tiêu cực về vấn đề bạn có ai đó khác giấu họ Người này luôn muốn xích gần đến các bạn nhưng mà bạn lại luôn có khoảng cách với họ Kiểu vậy ừ. Họ cảm thấy bạn có điều gì đó giấu, không có thể hiện ra rõ cho họ biết ừ. Nhưng mà người này họ cảm thấy bạn chính là cái người chữa lành cho họ ừ. Những lúc họ cô đơn, họ rất là cần đến các bạn người này họ rất là hào phóng với các bạn. Ừ. Và ngoài ra thì mình thấy có thể là à, bạn có luật lệ nguyên tắc gì đó mình thấy người này họ có sự tuân theo rất là nghiêm ngặt luôn đó. Ừ. họ rất là giữ chữ tính với các bạn ở đây. mặc dù có thể năng là đôi khi họ không có thích nhưng mà họ vẫn cố gắng ha để có thể chiều ý các bạn đó. người này rất là hy sinh luôn. ở đây mình thấy có thể mối quan hệ này hai bạn sẽ luôn có những khoảng thời gian chia tay ngắt kết nối rồi cho nhau cơ hội để làm lại ừ. hai người rất là có nhiều cảm xúc đặc biệt ha, liên quan đến tình yêu tình cảm tình ái à, và rất là thích ôm nhau và hai người như mình nói rất là kiểu trai xinh gái đẹp nha hai người rất là thu hút nhau về mặt gọi là thể xác và cái mối quan hệ này cũng cần rất là nhiều nỗ lực Ừ. thì mới có thể bước đi cùng với nhau.Ở đây mình thấy cái bạn nam cũng rất là yêu thích cái bạn nữ này. Mình xem bạn nữ này giống như là một là nàng công chúa vậy đó. À, cũng rất là thích hôn, rất là thích thân mật, ân cần. Và người này có thể năng là khi mà các bạn gặp nhau, các bạn nghĩ nhau chính là định mệnh của nhau. Ừ. Giống như là bạn nghĩ ở à, cái người này chính là mình người mà mình đã tìm kiếm bấy lâu nay. Ha. và các bạn nữ ở đây các bạn được nhắc nhở là bạn xứng đáng có tình yêu bạn rất là đáng yêu cho nên các bạn hãy tự tin lên trong mối quan hệ các bạn mất đi sự tự tin là các bạn sẽ rất là dễ mất đi một cái tình cảm mà bạn thực sự khát khao mất đi sự tự tin các bạn rất là dễ nghi ngờ đa đoan rồi các bạn có sự gọi là à, kiểm soát và ảnh hưởng đến mối quan hệ và ngoài ra thì các bạn xứng đáng được yêu thương cho nên là um, các bạn từng tự gọi là hạ thấp giá trị của mình để được người khác yêu ha. các bạn là past life relationship các bạn có khả năng là khi mà gặp nhau là hai bạn đã cảm thấy rất là gần gũi hoặc là thân quen thân thuộc rồi à, cảm thấy rất là nhìn quen thuộc với nhau và cảm thấy như là biết nhau từ kiếp nào rồi đó <laughs> kiểu vậy ở đây cái mối quan hệ này cả hai người đều có vấn đề như mình nói ai người đều có sự cá tính à, đều có những cái sự gọi là hai con hổ không thể ở trong ở trong cùng một khu rừng đó. cho nên là phải có người nhẹ nhàng và cái người phải có người gọi kiểu hai người cũng phải có một sự hòa hợp hoặc là có sự gọi là hỗ trợ nhau hoặc là kiểu như là cùng nhau giải quyết vấn đề còn trong mối quan hệ này mà nếu như các bạn có sự đa nghi nghi ngờ rồi hai người đều có cái sự tôn nghiêm cao thì rất là dễ chia ly nha ừ. Mình thấy là như vậy mối quan hệ này có rất là nhiều những cái khó khăn như là các bạn có sự khắc khẩu nè rồi các bạn có những cái sự khác biệt có khoảng cách về địa lý nè ừ. rồi khi hai bạn cũng có tính con nít nữa rồi có tính kiểm soát rồi có tính vị kỷ À, rồi bận rộn nữa, nó có rất là nhiều vấn đề trong mối quan hệ này và sẵn sàng uh, gây những cái đưa ra những cái lời nói gây tổn thương đối phương. Ừ. Cho nên cái mối quan hệ này nếu như bạn có thể khắc phục được những cái uh, khuyết điểm của hai bên đó, và cùng nhau nỗ lực cố gắng nhiều và có sự hài hòa với nhau, uh. nhẹ nhàng cùng nhau giải quyết hoặc là có sự hạ cái tôi của mình, kiểu như là hai người sẽ có sự Ừ, hạ bớt cái to của mình và hai hai người cùng nhau giải quyết thì cái tình yêu này nó bền vững hoặc là hạ bớt cái sự nghi ngờ cái sự kiểm soát ừ. đặc biệt có thể các bạn nam cần phải có một cái sự chủ động hơn tình cảm hơn và có sự gọi là biết đặt mình vào vị trí đối phương để có thể hiểu à, còn ai cũng đều có cái to cao thì cái mối quan hệ này rất là khó để có thể đi lâu dài và rất là nhiều những cái chiến tranh mâu thuẫn tranh cãi áp lực với nhau À, và có sự gọi là uh, có những người ở đây khá là vị kỷ yêu bản thân của mình và đôi khi có thể là nghĩ sai về đối phương uh, đôi khi không có sự gọi là xin lỗi ừ. và luôn nghĩ theo cái chính kiến lập trường riêng của mình à. cho nên uh, mình thấy ừ. um, có rất là nhiều bạn khó có thể đến được với nhau và hai người đến với nhau để dạy cho nhau rất là nhiều những cái bài học ừ. và cả hai khi quen nhau cảm thấy rất là nặng nề bởi vì không ai thay đổi vì nhau hết nha yeah. và có thể các bạn gặp nhau khi các bạn còn quá non nớt về tình yêu chưa có nhiều trải nghiệm với bạn chưa có thấm thí những bài học trong tình yêu tình cảm yeah, không biết cách cân bằng cho nên là rất là dễ gọi là nó không có đi đến được cái kết quả cuối cùng và đặc biệt là mối quan hệ này các bạn uh, nam cũng đừng quá cứng nhắc, đừng quá uh, kiểu như là lạnh lùng hoặc có nhiều khuôn mẫu bắt buộc người yêu của mình phải như thế này thế nọ kia giống như là kiểu như là hơi vị kỷ hoặc là đâm ra có một cái sự ái kỷ quá mức thì mối quan hệ này nó sẽ không đi đến đâu cả. Mình thấy là như vậy. Hầu như là cái stream này chỉ đến dạy cho bạn những bài học về cái sự yêu chính mình, yêu thương chính mình đúng cách ha rồi biết cân bằng biết thấu hiểu rồi có một cái sự gọi là tránh phụ thuộc cảm xúc hoặc là tránh gọi là kiểu gọi là kiểm soát quá mức và có thể Mối quan hệ này cũng dạy cho các bạn nữ rất là nhiều những bài học Đặc biệt là cái sự yêu thương chính mình Biết giá trị của mình Đừng hạ thấp giá trị của bản thân Hoặc là đừng làm bất cứ điều gì tổn hại cho bản thân Hoặc là có sự gọi là đầu lũy quá mức ừ. Vì yêu chấp nhận tất cả Thì rất là dễ rơi vào mối quan hệ tô xích Và bị thao túng Nên mối quan hệ này tranh cãi nhiều lắm Mà cuối cùng quay về Nó cũng không giải quyết được vấn đề gì hết à, Ăn thua ở các bạn thôi Nhưng mà hầu như là mình thấy ai cũng có cái tôi cao và có sự gọi là không có suy nghĩ thấu đáo hoặc là chưa biết yêu thương đúng cách là gì cho nên là tình yêu này rất là khó ừ. có thể đi được lâu dài và có thể giữ được cái mối quan hệ này hay không là mình thấy ăn thua ở cái người nam á. có giữ hay không thôi các bạn nữ này mày này các bạn nữ này thì mình thấy yêu nhiều còn các bạn nam này thì có vẻ hơi lý trí một chút ừ. đây mình thấy các bạn nam chỉ cần nhỏ nhẹ ngọt ngào ha quan tâm lãng mạn và yêu thương ân cần chăm sóc chu đáo và đừng quá nhiều cái sự gọi là luật lệ nguyên tắc biết uhm. cân bằng giữa cho và nhận thì cái tình yêu này sẽ rất là tốt đẹp kim ngưu sự nữ cung hoàng đạo nói bật ha sư tử cự giải bọ cạp nhân mã chữ cái trong tên chữ U, chữ E, chữ T, chữ L, chữ F, chữ A, chữ R, chữ K và chữ M. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2 Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi uh, Mối tình chuyên lem của bạn là ai và kết quả như thế nào Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 Các bạn tụ hai là những người có thể là đang sắp gặt hái được những thành quả tốt đẹp do những gì mà bạn đã nỗ lực cố gắng dung trồng. Các bạn là những người rất là kiên nhẫn và kiên trì, các bạn có sự gọi là hăng say nhiệt huyết khi mà bạn làm cái công việc gì đó mà bạn yêu thích, bạn rất là sung phong, rất là nhiệt tình, rất là phấn chấn, phấn khởi ha, bạn làm việc tự cho trong tấm uh, trong cái tấm lòng của mình cho nên là mình thấy hoặc là trong cái niềm đam mê các bạn. Cho nên là khi bạn làm việc với đam mê của mình bạn sẽ thân tiến rất là nhanh sẽ đạt được thành tựu. Mình thấy là như vậy. Các bạn là những người có thể là hiện tại các bạn đang có những vấn đề về sức khỏe hoặc là bạn đang chú trọng hơn về sức khỏe của mình, chăm chút hơn cho body, cho cơ thể, cho tinh thần thể chất vân vân. Và bạn biết điều chỉnh cảm xúc của mình nữa. Các bạn không có để bản thân của mình cho nên dễ dàng nóng tính, dễ dàng bị thao túng cảm xúc kỹ vậy. Các bạn đang trong cái quá trình có sự thay đổi từ trong ra ngoài yeah, một cái sự thay đổi lớn đang đến với cuộc sống của các bạn và mình thấy dường như các bạn thay đổi ở chỗ là các bạn không còn muốn chiến tranh mà các bạn chỉ muốn xây dựng hòa bình thôi và chỉ muốn tập trung vào những công việc mà mình thật sự yêu thích làm cái điều gì đó có giá trị kiểu vậy và gần đây mình thấy các bạn nên uống nước nhiều ha các bạn hơi nóng hơi nóng gắt khó chịu và ngoài ra thì mình thấy các bạn có thể là đang có những vấn đề pháp lý gì đó đang rất là cần giải quyết nhưng mà có thể mọi thứ đang ứ động chưa có đi đến đâu hết, chưa có hoàn thành được. Một số bạn ở đây bạn là những người tin vào luật nhân quả và có khả năng bạn chứng kiến rất là nhiều những vấn đề liên quan đến luật nhân quả để ứng nghiệm trong cuộc sống của bạn, cho nên mình thấy các bạn là những người sống tu tập, cho nên các bạn đang chọn cái lối sống gọi là tu tập, hướng thiện, cân bằng, tha thứ và bao dung. Các bạn là như có có trực giác rất là cao, ha, có sự thông tuệ và có thể là bạn có đạo hoặc là bạn có sự gọi là có đức tin mạnh mẽ đặc biệt là bạn là những người có kết nối với ánh trăng vô cùng nhiều có thể giai đoạn ánh trăng các bạn hay bị nhức đầu hay bị mỏi mệt hay có những cái vấn đề cảm xúc nó trồi lên ha những vấn đề cũ nó trồi lên các bạn có thể giải quyết triệt để cái điểm yếu của mình ừ. hoặc là mình thấy bạn là những người có khả năng quan sát rất là tốt ừ. tinh tế và có khả năng độc vị cũng như là uh, có khả năng nhìn thấu người khác xem tướng rồi đó. <laughs> hiện tại dường như các bạn cảm thấy mọi thứ đang cảm thấy hơi bất động hoặc bạn có sự là quan sát tường tận mọi việc rồi bạn mới hành động kiểu vậy rồi để mình xem coi twin lam của bạn là ai twin lam của bạn người này có vấn đề về sức khỏe ha hoặc họ đã từng trải qua một cái giai đoạn giống tố khó khăn bệnh tật hoặc là rất là cô đơn trong cuộc sống người này có thể là một người có một cái tinh thần rất là trung thủy nha Ừ. người này có vấn đề gì đó tự họ giải quyết họ không có thể chia sẻ với ai hết và ngoài ra đây là một người sống độc lập và có thể tự mình gây dựng nên mọi thứ mọi việc họ rất là có khả năng gọi là xây dựng cho mình một cái tương lai khả năng ổn định về tài chính có tiền có bạc có nhà có cửa người này mình thấy có thể là họ giống một con sói đơn độc á. hơi lạnh lẽo ha. Và họ rất là yêu động vật môi trường và cái người này giành được khá là nhiều những thắng lợi, những cái thắng lợi kiểu như là nó mang tính chất đột phá hoặc là kiểu nó nó kỳ lạ, nó kỳ diệu hơn người khác. Và đây là một người rất là yêu yêu ngôi sao, yêu ánh trăng. Họ rất là thích hái sao trên trời kiểu vậy hoặc là cái người này mình thấy họ rất là thích làm những cái gì gọi là thành công mà gọi là kiểu nó phải khó một chút thì họ mới cảm thấy thỏa mãn hài lòng à, Họ có một cái gì đó nó đặc biệt hơn với người thường đây mình thấy họ cũng là một người rất là thích kinh doanh hoặc là họ thích kiếm tiền họ thích làm từ thiện họ thích giúp đỡ mọi người mà biết chia sẻ và cho đi giờ ngoài ra người này cũng là một người gánh vác có rất là nhiều những trọng trách gánh nặng hoặc làm việc quá nhiều luôn và họ có thể cũng được thế lực ân trên hỗ trợ rất là nhiều hoặc là họ có thể là chỗ dựa tinh thần cho người khác người này có thể là có khuôn mặt rất là ngầu nha <laughs> rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem cho bài thì mối tình chuyên lem của bạn là ai thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem cho bài các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha có tình chuyên lem của các bạn mang năng lượng nữ xem trả bài người này là một người sống rất là nhiều cảm xúc hoặc cuộc sống người này rất là đầy đủ tiện nghi về vật chất tiền tài ha ừ. có thể người này rất là thích hoa sen à, họ rất là thích bướm bướm hoặc là kiểu người này là một người có thể cũng thích đi đi chùa vân vân hoặc là có một cái trái tim cũng khá là tốt ha. cũng có sự biết ơn trân trọng cuộc sống này ừ. người này có thể cũng có nhiều thành tích và cũng có thể có nhiều cái bằng khen bằng thưởng gì đó trong cuộc sống của họ ở đây mình thấy cái đối tượng này họ sống cổ điển họ có khả năng là thích nghiên cứu thích tìm tòi, đọc sách tìm hiểu về cuộc sống về mọi thứ và có khả năng là những cái giá trị về tâm linh văn hóa rồi đó à, là một người giống như một cái người ẩn sĩ mà thích chu du và chi miệng cuộc sống của mình người này có khả năng cũng hay thức khuya Ừ. và có thể họ uh, thích đi du lịch biển hoặc là có thể người này họ đi rất là nhiều nơi ừ. giống như một cái nhà du hành thích đi đến nhiều nơi thích khám phá nhiều thứ ừ. và họ cũng là một người có cái khả năng gọi là dẫn dắt hoặc là chỉ đường có thể người này là một cái người thầy tinh thần của các bạn họ có khả năng là giúp cho bạn sáng láng được một vài chuyện trong cuộc sống của bạn giúp cho bạn có thể mở mang kiến thức chẳng hạn ha đây là một người có thể khả năng là biến khi thiên biến giận quá Họ có một sự gọi là tự mình có thể làm được tất cả Họ có một cái sức mạnh nội lực rất là cao ừ. và ngoài ra mình thấy dường như cái người này họ cũng uh, có khả năng gọi là kỳ diệu đặc biệt đó có sự sáng tạo ha họ có khả năng tự mình giải quyết mọi việc mọi thứ cùng một lúc cái khả năng là cái người này hai bạn có một sự thu hút nhau đến À. hoặc họ có cái khả năng là tâm linh tương thông với các bạn ừ. hai người có thể dùng luật hấp dẫn để thu hút nhau đến người này mình thấy có khả năng là họ cũng uh, kiểu có phép màu có khả năng làm cái gì đó đặc biệt hoặc là một cái người làm trong lĩnh vực mà tâm linh tinh thần một cái người thầy tinh thần À khi họ có phép phà, phép màu phép thuật gì đó mà họ không biết ừ. nói chung là như vậy hoặc họ rất là thích xem những bộ phim mà liên quan đến à, tâm linh hoặc là kiểu à, ma thuật à, à, ảo thuật vân vân người này có thể họ cũng hay dành thời gian để ngủ nghỉ có thể họ làm việc mang tính chất sáng tạo rất là nhiều cho nên là họ rất là mệt mỏi họ luôn còn có thời gian để nghỉ ngơi để cân bằng lại sức sống tinh thần thể chất đặc biệt là tâm trí của mình À, đối tượng này có thể có sự trẻ nhưng mà họ người này có thể bề ngoài họ trẻ hơn tuổi họ là một linh hồn cổ đó đôi khi có khả năng họ cái lối sống hoặc cái gì đó của họ nó nhìn rất là cổ điển không có quá hiện đại họ thích một cuộc sống đơn giản người này có thể ở một nơi khá là lạnh cho nên mình thấy họ, họ mặc áo rất là kín người này có khả năng gánh vác hoặc là có khả năng gọi là làm chủ hoặc kiểu như là trong mọi việc họ đều muốn mình phải đưa được đưa ra quyết định luôn à, muốn là mình là cái người được ưu tiên à. và ngoài ra người này họ thích sự yên bình họ cũng là một người có nguồn năng lượng uh, thuần khiết hoặc họ là một người nhìn rất là nhẹ nhàng tinh tế và cao quý thanh tao rồi đó À, một số bạn chọn luôn tụ 1 với tụ 2 Đây mình thấy đối tượng này có thể là họ cũng rất là khiêm tốn Rất là bình tĩnh Ở đây mình thấy có tuổi tức, tuổi cọp, tuổi mùi à, Và tuổi ngọ ha. Tuổi chuột nữa người này mình thấy dường như họ trong cuộc sống của họ cũng rất là linh hoạt với những cái sự thay đổi uhm. người này có một cái nguồn năng lượng gì đó mà giống như là có thể là có vẻ ngoài rất là cuốn hút thu hút các bạn rất là mạnh mẽ uhm. nhưng mà người này có một cái nguồn năng lượng gì đó có thể gọi là hút năng lượng của bạn đó À, giống như có thể là trong phim ma cà rồng vậy đó ha nhìn đẹp trai điển trai nhưng mà lại có khả năng <laughs> hút máu người nó vậy đây là một người mình thấy họ có sự trung thành tận tụy họ cũng rất là chân thành ừ. và ngoài ra thì họ rất là thích lò chó luôn đó ừ. họ luôn muốn mọi người phải có sự trung thành với họ ở đây là một người có nhiều cái trí tưởng tượng ha, và có sự tích cực cũng là một người thích vui chơi làm hết mình và chơi làm hết mình và chơi hết sức kiểu vậy Ở đây mình thấy cái người này rất là nhạy cảm. Người này có thể họ yêu các bạn thật sự và họ cũng muốn cưới các bạn nha. Tuy nhiên trong cái mối quan hệ này á người này có quá nhiều việc, người này quá nhiều ước mơ trong cuộc sống. Mối quan hệ này mình thấy sẽ có rất là nhiều những cái trạng thái như một cái vòng lặp, yêu nhau rồi ngắt kết nối chia tay rồi tiếp tục yêu. Uhm. Người này mình thấy có khả năng là trong mối quan hệ này họ cũng có sự gọi tính toán cho cái câu chuyện tình yêu này nhưng mà có thể do công việc à, Và trong mối quan hệ này những cái lời nói của bạn mà đôi khi chia tan cái kết nối một phần là do bạn có những cái lời nói khiến cho họ cảm thấy tổn thương ừ. Người này rất là hay bị đau tim vì các bạn đó Và người này mình thấy dường như cái cảm xúc họ dành cho bạn rất là nhiều, rất là mạnh mẽ Ừ và ngoài ra thì có thể là cái người này có thể họ cho bạn rất là nhiều cơ hội hai người có khả năng yêu nhau rồi cho nhau rất là nhiều cơ hội để làm lại tuy nhiên thì có khả năng là cái người này khi mà họ cảm thấy là họ không thể thay đổi được bạn thì họ sẽ dừng lại đó họ cảm thấy bất lực với bạn rồi là họ sẽ dừng lại người này họ luôn muốn sắp xếp cái tình yêu này theo ý của họ. Và ngoài ra họ rất là bị thu hút về chuyện tình ái với các bạn luôn. Tình yêu này là một cái uh, có khả năng cái mối quan hệ này á, bạn chính là tử quyệt của họ, ha, kiểu vậy. Họ yêu nhiều nhưng họ đau khổ cũng nhiều. Uhm. Và có thể cái người này á Khi mà bạn gây cho họ cái sự đau đớn Thì họ cũng sẽ trả lại cho các bạn cái điều đó nha Họ cũng không có kiểu như là Nhường nhịn mà họ cũng có sự hơn thua các bạn ở đây đó Nhưng mà bạn đau ba thì họ cũng đau 10 Đây là một cái tình yêu mà nó giống như dằn giặt nhau vậy đó Lúc ban đầu rất là đẹp Nhưng mà sau đó có thể là người này có nhiều yêu cầu trong mối quan hệ này Và mối quan hệ này người này họ cũng giúp cho bạn có thể biến đổi một số tư tưởng của bạn suy nghĩ của bạn. có thể họ giúp cho bạn có sự tái sinh đổi mới trở thành một con người hoàn toàn gọi là độc lập hoặc là tự tin hoặc là biết suy nghĩ hơn cho tương lai của bản thân mình. người này trong mối quan hệ này mình thấy cái lời nói của hai người có tác động ảnh hưởng đến con tim của nhau vô cùng lớn nha. Yeah. thấy là như vậy giờ để mình xem coi để coi coi chuyên lam của các bạn nam xem cho bạn là ai đây chuyên lam của bạn người này có thể là họ hay có những cái sự tự trói buộc bản thân vào những cái suy nghĩ tiêu cực hoặc lo lắng hoặc bất an hoặc họ đã từng rơi những cái mối quan hệ không đi đến đâu hết nha người này là một người có khả năng có tính phòng thủ rất là cao uhm và họ là có khả năng hai bạn chưa gặp mặt được nhau hai bạn có thể yêu xa chẳng hạn người này đã từng trải qua rất là nhiều những sự mất mát và ngoài ra thì có thể họ cũng là một người không có thể hiện thể hiện cái tình cảm thật sự ra bên ngoài là có sự sống nội tâm và có thể khi mà họ gặp bạn thì họ mới vừa kết thúc trải qua một cái giai đoạn chia tay một mối quan hệ gì đó mà không có kết quả dù đã rất là cố gắng và kiên nhẫn ở đây mình thấy người này là một người họ trải qua rất là nhiều những biến cố trong cuộc sống và họ có sự thay đổi từ đó họ mới trở nên tự tin họ mới trở nên gọi là kiên cường giỏi ăn nói khôn khéo và có khả năng gọi là lãnh đạo họ mà trải qua nhiều cái mất mát họ mới có thể đánh thức được cái con sư tử bên trong mình người này có khả năng lãnh đạo người khác dẫn dắt à, truyền cảm hứng à, và có thể cũng có giọng nói giọng hát hay hoặc là một người có duyên ngầm và ngoài ra thì có thể người này là một người cũng giành được khá là nhiều thắng lợi, vinh quang, thành tích cao và họ có khả năng tạo nên những cái bước đột phá đặc biệt. Những cái sự gọi là thay đổi theo cách kỳ diệu nhất trong cuộc sống của mình khi mà họ biết là trái tim của mình và những điều mà họ thực sự làm. Nha. Đây là một người có thể có khả năng sáng tạo ha, là một người gọi là chậm mà chắc. Người này có thể thành công cho đến với họ khá là muộn và ngoài ra thì mình thấy họ có khả năng là hay che giấu những cái khả năng tiềm mẫn của mình hoặc là chưa biết phát huy ừ. đây là một người có tinh thần đoàn kết hợp hợp tác tốt với mọi người và người này thì mình thấy khả năng là họ cũng cũng rất là trực giác ừ. Họ cũng là một người sống kín đáo ha rất là thu hút người khác và rất là yêu ánh trăng. Ừ. và ngoài ra thì có thể người này họ làm cái gì họ cũng có một cái sự gọi là không để cho người khác biết ha có sự gọi là giữ bí mật và họ cũng rất là biết quan tâm yêu thương hoặc là chăm sóc cho mọi người. đây là một người rất là khao khát một cuộc sống độc lập và không thích bị lệ thuộc phụ thuộc vào người khác. Ừ. là một người cũng khá là chăm chỉ và có nhiều ý tưởng rất là độc đáo độc lạ. Người này với bạn có thể cùng làm chung công việc với nhau Đồng nghiệp hoặc là Người này có thể cùng hợp tác với bạn được Hai người có khả năng khi mà bàn về công việc thì rất là hợp Đây là một người có thể là họ Rất là dũng cảm và kiên cường ha can đảm và ngoài ra thì mình thấy ra cái người này thì họ có sức chịu đựng cũng rất là bền bỉ đó Nó có thể cũng có tính nhạy cảm cao Người này có thể cũng có nhiều bằng cấp ừ. Và ngoài ra thì có thể họ cũng là một người hướng về tinh thần đó. Như mình nói họ có khả năng về tâm linh rất là cao Họ có sự phát triển vượt vượt trội về tâm linh Và họ là một người có niềm đam mê, ha cảm hứng trong cuộc sống của mình Người này rất là sùng đạo Nếu mà họ có đạo họ rất là sùng đạo Và ngoài ra thì có thể họ yêu cái sự hòa bình Họ là một người có khả năng sống hòa nhịp Hòa đồng với mọi người Cũng như là một người có khả năng chữa lành rất là tốt Ngang nguồn năng lượng chữa lành cao Và họ là một người thích cái cuộc sống gọi là thư giãn Và biết chăm sóc chính mình Rất là tử tế với người khác nữa uhm. Người này trong mối quan hệ với bạn á Họ rất là yêu các bạn và có nhiều tình cảm dành cho các bạn và rất là muốn trở thành vợ của bạn Họ có nhiều sự lựa chọn nhưng mà họ chọn các bạn để có thể đồng hành Tuy nhiên trong mối quan hệ người này họ hay lo sợ lắm Họ hay lo sợ cái vấn đề kiểu như là bạn bị bạn phản bội nè Hoặc là bạn gọi là có nhiều sự lựa chọn mà sẽ không chọn họ, bạn chọn người khác đâm ra người này có tính kiểm soát và có những cái sự cảm xúc bùng nổ rồi hay có sự gọi là gây ra cái sự trận chiến trong mối quan hệ. Chứ thật sự người này họ không có tưởng tượng lo sợ nhiều quá thì cái mối quan hệ này cũng khá là tốt. Bởi vì họ có nguồn năng lượng của một cái người một cái người vợ một cái người có thể gọi là chia sẻ yêu thương và quan tâm và có sự gọi là chăm sóc rất là tốt ở đây. Họ rất là nhẹ nhàng ân cần và chu đáo và đôi khi người này hay nhìn cái bên ngoài để có thể so sánh với mối quan hệ này một chút ừ. à, nhưng trong thâm tâm họ thì họ xem bạn là chồng ừ. và họ cho bạn cái quyền quyết định tình yêu này à, và ngoài ra thì có thể năng họ luôn khao khát hai bạn sẽ trở thành một mái ấm gia đình hạnh phúc với nhau à, người này có thể là họ cũng quen bạn họ cũng cảm thấy rất là tự hào có thể họ cũng có sự khoe với gia đình cha mẹ rồi đó ừ họ luôn nghĩ đến một cái tương lai kết hôn sinh con đẻ cái các bạn ha. và người này có khả năng là họ sẽ nương theo các bạn như là bạn quyết định thì họ sẽ tôn trọng quyết định của bạn thậm chí có khả năng là bạn có những cái luật lệ gì đó họ cũng có sẽ có sự nghe lời ha họ nhường nhịn các bạn miễn là các bạn hạnh phúc và họ cũng hạnh phúc thấy là như vậy mặc dù họ cũng rất là độc lập nhưng mà có thể trong tình yêu này họ để cho bạn thắng chỉ có một điều là cái người này họ và cái người này với bạn có thể là họ đôi khi hay gây cái sự gọi là mâu thuẫn để cho bạn có thể hiểu và quan tâm họ hơn nhưng mà sau đó thì họ rất là dễ nguội chứ họ không có ghim trong lòng tình yêu này rất là cần có sự nỗ lực giữa hai bên đây là cái tình yêu có thể là tình yêu lớn nó có thể giúp cho các bạn có thể trưởng thành hơn nha chu lớp và khi gặp mặt được nhau các bạn tưởng chừng như hai người là chua lớp của nhau cảm thấy rất là lãng mạn trong mối quan hệ này cảm thấy cảm thấy tràn đầy tình cảm nha yeah. cái đặc, đặc biệt các bạn nữ như cảm thấy mình được uh, có gặp được một cái người có thể che chắn bảo vệ cho mình suốt đời và ngập tràn tình yêu Tuy nhiên các bạn nữ ở đây bị cái chứng phụ thuộc cảm xúc Hay lo lắng bất an hay nghi ngờ người yêu Khiến cho mối quan hệ này nó hơi mệt mỏi Có thể tranh cãi rất là nhiều đó Nếu các bạn cứ cứ có trạng thái này là cái mối quan hệ này nó sẽ rất là mệt Nhưng mình nói phải cần nỗ lực rất là nhiều và hai người có sự đeo mặt nạ với nhau Cái ừ. tình yêu này cần phải có sự rõ ràng, có sự gọi là không có đeo mặt nạ và luôn sống là chính mình Nè yeah cho đối phương biết mình là ai mình muốn gì thật gì trong mối quan hệ và đừng có quá gọi là nhúng nhường hoặc kiểu như là quá kiểu phụ thuộc đối phương như vậy đôi khi có những điều các bạn không thích nhưng bạn cố gắng kiềm hãm theo ý đối phương thì có khả năng là cái mối quan hệ này sau không có lâu dài được sẽ rất là mệt bởi vì bạn không được là chính mình thì bạn không thể nào giả vờ trong khoảng thời gian dài ha. đó cái mối quan hệ này có red flash ở đây thì mình thấy trong mối quan hệ của bạn có red flash có một số bạn sẽ có một cái mối quan hệ nào đó mà các bạn có sự nhầm tưởng đó chính là twin lam của bạn nha một số bạn sẽ có một sự nhầm tưởng một cái mối quan hệ gì đó mà bạn cảm thấy Ừ cái người này đúng là chu lớp của mình rồi cảm thấy rất là yêu thương họ nhưng mà cái người đó họ có đeo mặt nạ các bạn ừ và họ có red flag với các bạn kiểu như là họ có những cái điều gì đó bạn cảm thấy là ờ ừ, hơi lấn cấn hơi sai sai hoặc là nhưng mà bạn lại bỏ qua bạn cố tình lướt qua bạn không có quan tâm nhiều bạn nghĩ ờ ừ, có thể là năng là do họ yêu quá hay gì đó đây họ kiểm soát họ thao túng hoặc họ làm họ là họ bắt buộc các bạn làm bất cứ điều gì mà bạn không muốn hoặc là có khả năng đó nó hơi đặc biệt nó hơi lạ lùng nó khiến cho bạn bị rút cạn kiệt năng lượng thì có thể năng đó không phải là chuyên lam. Uhm. cho nên mình nói rồi, các bạn phải tìm hiểu thật là kỹ để tránh gặp phải những cái đối tượng kiểu như là lúc đầu tưởng là chuyên lem nhưng mà không phải là chuyên lem của các bạn ừ. và cái mối quan hệ đó uh, nó sẽ không đi đến đâu hết chỉ dạy cho bạn có bài học thôi và cái người chuyên lem thực sự của bạn sẽ là cái người sau đó <laughs> chứ không phải là cái người trong mối quan hệ đó người chuyên lem thực sự của các bạn á họ là một người lý trí họ biết tính toán thận trọng họ biết cẩn thận trong lời ăn tiếng nói hoặc là cái mối quan hệ chuyên lên nó cũng sẽ diễn ra y chang như cái mối quan hệ này thôi nhưng mà có khả năng nó khác biệt khác biệt ở cái cách đối xử với nhau hoặc cái cách kiểu như là một người thì có nhiều cái báo động đỏ một một người thì không có báo động đỏ nào hết nhưng mà có thể là do các bạn bị ấm ảnh thậm chí có một số bạn có thể là các bạn có tới hai chuyên lên đó à, một cái người đến để dạy cho bạn bài học một cái người thì có thể đến để có thể kết hôn các bạn là cái người mà gọi là cho bạn cái bài học nhiều nhất là cái người mà khiến cho uh, có sự kiểu như khiến bạn đau lòng nhất ừ. khiến cho bạn trở nên gọi là tỉnh thức hoặc là trưởng thành hơn. Ừ. Ở đây mình thấy là trong mối quan hệ này các bạn uh, sẽ có một cái sự gọi là mối chuyên lem thật sự của các bạn á, thì có thể là cái người này với bạn biết hòa quản với nhau kiểu như hai người có sự hòa giải với nhau và cùng nhau tiến lên ừ. làm mới bản thân thì mới có thể tiến đến hôn nhân cái có mối quan hệ nào mà các bạn yêu nhau rồi các bạn có dấu báo 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 động đỏ với nhau và hai người không thích không thể hòa giải với nhau và không thể vì nhau cố gắng và không thì cái mối quan hệ đó sẽ chấm dứt và để lại cho nhau rất là nhiều bài học quý giá nhưng mà mình thấy sau khi chia tay cái mối quan hệ này thì các bạn cũng sẽ không có giận hờn các bạn có sự gọi là kiểu biết ơn họ bởi vì họ dạy cho bạn rất là nhiều những bài học Ừ. để bạn có thể có sự trưởng thành hơn và thay đổi trở thành một con người mới thay đổi cái lối sống cái tư duy cái cách nhận thức của mình về tình yêu tình cảm về cuộc sống cho nên cái tình chuyên lên thật sự của bạn cái người đó họ sẽ kết hôn với các bạn ừ. hai bạn sẽ có một cái tương lai mà hai người có sự gọi là uh, giác ngộ họ yêu trong tỉnh thức Rồi cái mối quan hệ nào nào đó mà cứ gọi là tranh, trách móc nhau tranh cãi với nhau mệt mỏi đeo mặt nạ với nhau kiểm soát nhau À, phụ thuộc lẫn nhau rồi cảm thấy vô cùng nhức nhói và đau thương rồi có sự gọi là mệt mỏi và đau lòng thì đó không phải là chuyên lem đó là mối quan hệ nghiệp quả với các bạn đó đặc biệt là cái người nam họ nhận ra cái lỗi lầm của mình họ biết khắc phục bản thân họ có sự ân cần và biết gọi là đặt mình vào vị trí của người nữ để hiểu và có thể cho nhau cái sự gọi là có những cái sự thỏa thuận với nhau để có thể cùng đi tiếp thì đó mới chính là chuyên lem thì mình thấy là như vậy nên mình thấy dường như cái câu chuyện tình yêu của các bạn nó cũng hơi <laughs> lận đận nó cũng hơi mệt mỏi ha. bởi vì mình thấy các bạn là những người có khả năng là những người có khả năng lan tỏa hoặc những người có thể cố vấn những người có thể cho người khác lời khuyên hoặc là những người có năng lượng của một cái vị thầy đó. cho nên bạn phải học rất là nhiều những bài học kiểu như nó hơi nghiệt ngã một chút hoặc là nó hơi trong trên một chút để bạn có kinh nghiệm để bạn có thể hỗ trợ người khác và rất là nhiều người trẻ cần cái sự hỗ trợ này của các bạn Rồi đây mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn của người đó bỏ cạp. Market. Kim ngưu. Thiên bình. Nhân mã. Bảo bình. Chữ cái trong tên. N. A. F. L. E. U. K. W y dài g s Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha chào các bạn hai xin chào các bạn tụ ba bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng của các bạn tụ ba để xem coi mối tình chuyên lem của bạn là ai và kết quả ra sao và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình sẽ liên kết năng lượng các bạn tù ba các bạn tù ba dạo gần đây có thể bạn cảm thấy làm cái gì cũng trật ruột hoặc là cũng khó khả năng là cảm thấy như là cuộc sống của mình nó hơi tăm tối hoặc là dạo gần đây có nhiều thứ nó không có gọi là thành công trong cuộc sống các bạn hoặc là bạn đang cảm thấy chán nản thất vọng ê chề cảm thấy mệt mỏi thấy một số bạn đang bị bệnh hoặc bạn đang có những cái vấn đề lo lắng cho người thân của mình chẳng hạn và wow, các bạn rất là yêu thương gia đình và cha mẹ nha một số bạn có thể là bạn là một người luôn muốn báo hiếu gia đình cha mẹ của mình có thể một số bạn là cha hoặc mẹ đơn thân hoặc là có thể một số người đang có gia đình rồi vô xem giải trí mình thấy các bạn là những người có rất là nhiều ước mơ hy vọng trong cuộc sống là những người có nhiều hoài bão và có thể bạn là người có sự đam mê ăn uống à, bạn rất là thích ăn uống hoặc là bạn là một người có tinh thần Um, Cô sự gọi là sáng tạo và có những ý tưởng độc đáo hoặc bạn rất là giỏi nấu ăn chẳng hạn yeah. nha. thấy bạn rất là thích giúp đỡ người khác có thể là bạn có tiền là các bạn luôn muốn gọi là uh, dẫn cha mẹ mình đi ăn hoặc mua món gì ngon ngon cho cha mẹ mình ăn kiểu vậy. Uh, bạn là một người có thể um, sống nhẹ nhàng cân bằng hoặc thích kinh doanh hoặc là đôi khi bạn cũng hay gặp được những cái lợi lộc từ những người lớn tuổi hoặc cha mẹ của bạn cũng có thể cũng thương các bạn hoặc là có một số bạn nhận được cái thực kế từ gia đình cha mẹ chẳng hạn nha nó là như vậy ở đây trong cuộc sống của bạn mình thấy các bạn trong tình yêu lẫn trong mọi thứ sự nghiệp hoặc là làm ăn gì đó các bạn cũng nên thận trọng coi chừng có những người bỏ con tép bắt con tôm nha thả con tép bắt con tôm với các bạn có những cái chiêu trò những cạm bẫy các bạn cần hết sức cẩn thận tỉnh táo uhm coi vậy chứ không phải vậy để tránh bị người khác lừa thao túng nha ừ. rồi để mình xem coi chuyên uh, của bạn là ai người này là một người sống rất là tỉnh táo lý trí mạnh mẽ và có cái sức sống sức mạnh à, và cũng là một người có trí tuệ họ rất là đam mê kiếm tiền chăm chỉ và có thể người năng người này rất là thích mua vàng hoặc là hay chôn vàng bạc gì đó hay cất giấu rất là kỹ lưỡng <laughs> Người này có thể là họ cũng rất là được nhiều người yêu thích yêu thương hoặc là có thể họ cũng đào hoa đó. Và có thể người này mình thấy cái khả năng là họ đào hoa, họ được nhiều người yêu thích nhưng mà họ lại có một cái sự biết phải bảo vệ cái giá trị của mình hoặc là họ có tiêu chuẩn riêng, họ kiểu không có thích giao du kết nối với quá nhiều người cái vậy. Họ chỉ muốn chọn một người có thể đồng hành với họ thôi người này mình thấy dường như họ đã từng có tình yêu rồi chờ chia tay tình yêu rồi có sự đi một mình trong cuộc sống mà có thể người này cũng không có sợ cô đơn ừ. đây là một người có thể họ sống xa nhà hoặc là họ thích đi biển ha họ có khuynh hướng kiểu hơi sống nội tâm hoặc là kiểu như con số đơn độc á ừ. không có thích ồn ào náo nhiệt rồi để mình xem qua đó với những bạn mang năng lượng nữ xem tra bài thì twin lem của bạn là ai thì các bạn nữ xem tra bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn mang năng lượng nam xem tra bài. Các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha. Twin lem của các bạn nữ xem tra bài cái người này có thể họ bạn nào đang có gia đình rồi thì có người phối ngẫu của bạn đó. ở đây thì cái đối tượng này họ yêu thương gia đình, họ rất là chung thủy. À, trung thực hoặc là đây là một người có thể xuất thân từ một gia đình khá là giàu có có thể làm ăn kinh doanh gì đó và ngoài ra họ cũng là một người biết tính toán có trách nhiệm có sự là là làm gì cũng có tính nguyên tắc riêng và cũng là một người à, có thể thích đi du lịch thích đi nước ngoài hoặc là thích à, hay làm những công việc gì đó mang tính chất quốc tế hay di chuyển à, biết nhìn xa biết tính toán cho tương lai và người này là một người hứa là làm hoa sòng phẳng họ rất là đam mê tài chính nha và người này mình thấy dường như có một số trường hợp có thể là họ là cha đơn thân hoặc là đã từng trải qua một cái giai đoạn tổn thương về tình yêu tình cảm hoặc là có những cái vấn đề gì đó rất là đau lòng diễn ra trong cuộc sống của người này họ đã từng bị chạm đáy nỗi đau nay mình thấy cái người này họ sẽ có khuynh hướng họ sẽ đi trước các bạn nha <laughs> mình thấy là như vậy và ngoài ra thì mình thấy người này có khả năng đạp đi xe lại cuộc đời nha. À, ở đây chuyên lem của bạn mình thấy có thể là họ rất là khéo ăn nói, họ rất là khôn ngoan ha. Họ biết tính toán Và ngoài ra có thể có tuổi tuổi tỵ tuổi sửu à, Tuổi tỵ rồi tuổi uh, tuất tuổi mẹo Ở đây những người này mình thấy họ là một người có khả năng về tinh thần tâm linh tôn giáo hoặc là họ có khả năng có đạo rồi đó họ rất là mạnh mẽ có nhiều niềm đam mê liên quan đến tâm linh ha, có trực giác họ có khả năng nhìn thấu vạn vật mọi người xung quanh và đây là một người có khả năng thích nghi và làm mới chính mình có khả năng chuyển hóa cho nên như mình nói họ đã từng trải qua một cái giai đoạn uh, chạm đáy và họ biết gọi là thay đổi làm mới chính mình và ngoài ra cái người này là một người họ ưa thích sự an toàn họ là một người có một sự xây dựng hàng rào bảo vệ giá trị của mình và không dễ dàng để cho người khác có thể thao túng hoặc là gây ảnh hưởng đến họ người có người này có tính đề phòng rất là cao hoặc là có thể năng là trong quá khứ đã từng bị người khác dối lừa ha phản bội lừa dối gì đó cho nên người này trong cuộc sống hoặc là trong chính họ họ đã đã có một cái sự phòng ngừa như vậy rồi đây là một người có tính đạo đức ha và ngoài ra họ cũng là một người có thể um, có khả năng quản lý tốt mọi thứ mọi việc cùng một lúc người này có khả năng cầm đầu <laughs> khả năng lãnh đạo khả năng dẫn dắt người khác có quyền hành có địa vị trong tay um. là có cái uh, gọi là trật tự kỹ cương ngăn nắp người này rất là có hiếu là một người thật sự là mình thấy hướng về gia đình rất là nhiều Hoặc có thể là họ rất là gần gũi với cha mẹ của mình chẳng hạn Đây mình thấy bạn gặp cái người này khi mà trái tim của bạn đang tan nát Đang tổn thương về một cái mối tình nào đó thì cái người này đến giống như một ước mơ trở thành sự thật thậm chí có thể họ đến gần cái ngày sinh nhật của bạn chẳng hạn hoặc là ngày sinh nhật của họ chẳng hạn mà người này mình thấy họ có sự chủ động họ rất là đam mê các bạn nha họ có sự chủ động tiến vào cuộc sống của các bạn và có sự chữa lành cho các bạn và có thể bạn chữa lành cho họ có thể hai người đều đã từng tổn thương đau thương ha nhưng mà người này như mình nói họ có sự chủ động nhiều hơn và có thể họ cũng sẽ hay dẫn bạn đi du lịch đâu đó ha. hoặc là có thể cái người này mình thấy họ sẵn sàng nấu ăn hoặc là làm bất cứ điều gì bạn yêu thích, bạn mong muốn Và ngoài ra có thể đối với họ bạn là cái điều ước cho thành sự thật Là cái người mà họ khao khát ước mơ và họ đã gặp được ừ. Dường như người này họ rất là yêu cái vẻ dễ thương, đẹp đẽ của các bạn Tuy nhiên mình thấy có khả năng trong cái mối quan hệ này Hai bạn cũng sẽ có một, một hoặc hai hoặc ba lần chia tay các cách nói hoặc là có những cái lời nói gây tổn thương nhau. Người này họ rất là để tâm đến lời nói của bạn, họ hay nhạy cảm lắm. Đôi khi lời nói của bạn bình thường nhưng mà lại gây cho họ có sự sát thương lớn. Cho nên là trong mối quan hệ này thì mình thấy có thể là phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói để tránh gây tổn thương. Đôi khi cái người này đôi khi họ cũng có thể là cũng sợ bị bạn phản bội đó. và người này khi mà họ nóng lên họ đôi khi cái lời nói của họ cũng khiến cho bạn khó chịu nữa ừ người này thì có thể là chủ động yêu nhiều nhưng mà lại có một sự khó có thể kiểm soát cảm xúc hoặc là lời nói của mình khi mà họ có quá nhiều cái sự gọi là bị áp lực bị uh, khó chịu nhưng mà họ luôn gọi là chữa lành họ luôn muốn quay lại kiểu vậy họ luôn muốn chủ động với các bạn họ không có bỏ cuộc <laughs> giận đó rồi dễ quên dễ giận rồi dễ quên vậy thôi rồi để mình xem đối với những bạn đang xem trả bài thì Trin lam của bạn là ai đây người này mình thấy họ có sự gọi là hay lo sợ hoặc ho họ là một người có thể cũng tính đa nghi cao không có dễ dàng tin tưởng người khác hoặc là có nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống họ thích sự yên tĩnh sự bình yên họ là một người có thể cảm nhận bằng trái tim hơn là dùng lý thuật hay là kiểu như là họ sẽ cảm nhận yêu đương bằng cái trái tim của mình hoặc trực giác của mình chứ họ sẽ không yêu bằng cái dáng vẻ bề ngoài quá thì họ cũng cần cái dáng vẻ bề ngoài nhưng mà đối với họ cái người mà tốt trong là bên trong thì sẽ tốt hơn có tính tình tốt hoặc là sự thấu hiểu đôi khi đẹp trai mà không có biết suy nghĩ hoặc là yêu không thành thật thật lòng thì họ cũng không có chịu đâu người này nói chung là họ cũng thích những người điển trai nhưng mà có thể họ đã từng yêu gặp những người điển trai nhưng mà không có thật lòng cho nên cái người này họ có sự đánh giá cao về cái vẻ đẹp nội tâm hơn đây là một người có thể là khéo ăn nói khôn ngoan cũng có khả năng lãnh đạo tháo vát có nhiều ý tưởng cũng có những cái sự gọi là sáng tạo biết nắm bắt thời cơ đến với mình người này đã từng trải qua một cái giai đoạn gọi là thất bại hoặc là chia tay nói chung là có trải qua một cái giai đoạn biến cố gì đó trong cuộc sống của mình và họ có sự thoát khỏi cái biến cố đó để có thể gây dựng và họ gọi là một người chiến thắng ha họ có sự tự hào bản thân mình hoặc là cái người này đã từng đoạt giải trong một cái trận cuộc thi nào đó đây là một người sống độc lập, có khả năng làm ra tài chính vững uh, dàng, ổn định và người này thích độc lập về tài chính, họ thích một cuộc sống an nhiên tự tại về tài chính và không thích uh, bị uh, trói buộc hoặc bị kìm hãm bởi bất kỳ ai hết. người này có cái tính uh, bởi vì họ tự khả năng gọi là gây dựng nên cuộc sống của mình và chiến thắng hoàn cảnh cho nên cái người này có tính tự thượng tôn tôn nghiêm rất là cao ừ. và người này thì mình thấy có thể là họ là một người luôn lạc quan hoặc họ rất là thích thỏ ha họ rất là thân thiện và ngoài ra thì có thể người này luôn muốn uh, giải quyết mọi thứ mọi điều một cách nhanh chóng ừ. họ hơi bị mất kiên nhẫn người này là một người có khả năng là rất là đã từng trải qua cái giai đoạn rồi, kiểu như là học được cái bài học kiên nhẫn chờ đợi người này có thể hấp tấp trong một cái tình huống nào đó và đã từng gặp nguy hiểm có thể là vấn đề giao thông chẳng hạn đây là một người bí ẩn và ngoài ra đây là một người có khả năng logic rất là cao có khả năng phân tích vấn đề họ là một bậc thầy trong cái việc phân tích giải mã vấn đề bên cạnh đó thì có thể cái người này hay thức khuya lắm đó họ có khả năng truyền động lực cảm hứng cho người khác và người này có khả năng hợp tác ha, và có cái khả năng gọi là làm việc rất là hiệu quả và tích cực và rất là cố gắng đây là một người có tính cẩn thận ha. và họ rất là yêu màu sắc họ thích sự yên bình người này khi gặp bạn họ rất là yêu thương các bạn họ rất là vui và họ dành cho bạn cái tình yêu chân thành ha. và wow, cái người này mình thấy khi gặp bạn họ yêu họ thích các bạn và họ cũng muốn tiến đến hôn nhân các bạn và họ cảm thấy bạn giống như là cái người mà họ đã thu hút uh, mạnh mẽ và có được uh, và cái trong cái mối quan hệ này cái người này mình thấy là họ kiên nhẫn kiên trì và cùng với bạn gây dựng tương lai họ cũng không có quá vội vàng có thể trong quá khứ họ đã từng vội vàng và họ không có đi đến đâu hết cho nên trong tình yêu của bạn họ có sự rút kinh nghiệm ừ và nói chung là trong mối quan hệ này cái người này họ cũng đặt tâm tư tình yêu tình cảm rất là nhiều đi bạn đó cũng muốn sinh con để cái có tương lai tốt đẹp giữa hai người và họ luôn muốn để cái dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn hoặc là cái người này họ rất là tự nhiên thoải mái với các bạn ừ tự nhiên thoải mái thể hiện là chính mình để bạn có thể thấy được cái bản chất thật sự cái sự độc đáo riêng của họ cái bản tính thật sự của họ Chứ họ không có thích yêu theo kiểu gọi là giả bộ giả bộ thế này thế nọ thế kia họ sẽ cho bạn thấy được cái mặt tối lẫn mặt sáng của họ Mà có thể cái người này họ rất là muốn sinh con đẻ cái muốn rất là muốn có một cái tương lai tươi sáng trong mối quan hệ này cái tình yêu này cũng sẽ có những cái khoảng thời gian chia tay ngắt kết nối hoặc là hai bạn có thể yêu xa sống xa nhau và có thể như mình nói có thể năng có rất là nhiều người là cha hoặc mẹ đơn thân ha. và mình thấy thì có thể là hoặc là một trong hai bạn gia đình của bạn có những cái vấn đề gì đó liên quan đến một cái yếu tố phải có sự gọi là tha thứ thì mới có thể có được một cái tình yêu tốt đẹp hai bạn có thể là cũng sẽ phải có những cái sự gọi là trò chuyện từ trái tim đến trái tim với nhau phải có những cái sự thảo luận chân thành chân thật về cảm giác mình dành cho đối phương và cái tình cảm này cũng phải cần nỗ lực rất là nhiều các bạn có khả năng là khác đạo các bạn có nhiều cái khoảng cách khó khăn gì đó khác đạo hoặc là có những cái suy nghĩ phong ừ, tục tập quán gì đó khác nhau có thể là quen người ở nước ngoài hoặc sống hay quốc gia nha, khác nhau ha hoặc là một người thì thiên về vật chất một người thiên về tinh thần hai bạn cũng có những cái uh, báo động đỏ gì đó ở đây trong mối quan hệ này ừ. có thể là cái uh, gọi là trong mối quan hệ này các bạn uh, không nên đeo mặt nạ hoặc là có thể có điều gì cứ nói thẳng với nhau Ừ. Và ngoài ra thì một số bạn ở đây thì có thể là các bạn hay tranh cãi hoặc là hay có sự nghi ngờ đối phương Thì đó cũng là một cái báo động đỏ đó Tình yêu mà nghi ngờ nhiều quá thì không còn là yêu nữa mà là một cái sự chiếm hữu kiểm soát là khiến cho nhau có sự gọi là trở nên tô xích và độc hại thậm chí có thể có nhiều người đến với nhau là không phải vì tình yêu mà vì cái thể xác nữa tình dục cho à, nên các bạn cần phải tỉnh táo trong mối quan hệ cái mối quan hệ này cải lộn rất là nhiều luôn <laughs> có những cái điều gì đó khác biệt và mình thấy ở đây như mình nói có những cái vấn đề báo động đỏ mà các bạn không nhận ra được thì uh, hai người không giải quyết được có rất là nhiều những cái sự tranh cãi mâu thuẫn hoặc là có sự khắc khẩu hiểu lầm nhau yeah. và có một sự kiểu như là đến với nhau rất là gấp rất là vội á. kiểu như là mong muốn tình yêu này sẽ kiểu như là chưa tìm hiểu kỹ là đã vội yêu uh, vội thương và muốn đẩy nhanh tốc độ thì rất là dễ tranh cãi bởi vì chưa hiểu được nhau mà có những vấn đề sẽ phát sinh và ngoài ra thì có thể các bạn cũng sẽ phải có một cái khoảng thời gian xa cách rồi chia tay rồi suy nghĩ về những vấn đề đã qua là có sự hối tiếc hối hận cho cái mối quan hệ này ừ. có sự gọi là sống trong sự tiếc nuối cho nên cái mối quan hệ này cũng khó có thể đi đến được với nhau do có quá nhiều những cái vấn đề mệt mỏi nó cứ lặp đi lặp lại cái vòng lặp ừ trừ khi trừ khi các bạn nhận ra cái điểm yếu của mình của đối phương và hai người cùng nhau giải quyết hòa thuận và có sự gọi là giảng hòa và chữa lành cái sự giác ngộ thì mai ra mối quan hệ này mới có thể tốt đẹp được à, tuy nhiên có thể cái mối quan hệ này hai người đến với nhau để có thể giống như là người thầy của nhau cái sự chia tay này phải diễn ra cái sự gọi là tranh cãi này phải diễn ra để hai người có thể nhìn nhận lại giá trị hoặc là cái tính cái điểm yếu của mình trong mối quan hệ từ đó có thể hoàn thành cái bài học và thay đổi để có thể biết yêu thương đúng cách nha yeah. ăn thua là ở các bạn nữa, yeah. ăn thua cả hai người có biết cùng nhau giải quyết hay không. Còn nếu như quan hệ này cứ thích tranh cãi và ai cũng hơn thua và không có sự kiểu hiểu nhau rồi, sẽ có không có cơ hội và có sự gọi là kiểu như là vương vấn nhau suốt đời chứ không thể đến được với nhau. và tình yêu này cũng mang tính chất định mệnh rất là cao, uhm, cho nên hai bạn chính là người thầy của nhau đó, giúp cho nhau có thể gọi là được uh, cởi mở hoặc là được học hỏi uh, những cái bài học Ừ, trưởng thành hơn hoặc được mở mang tầm mắt nhận ra rất là nhiều điều trong cuộc sống có thể kiểu như là um, yêu nhiều chưa chắc là tốt à, yêu nhiều nhưng mà biết cân bằng biết đối xử với nhau hợp lý và thấu hiểu thì nó mới tốt còn yêu nhiều có nhiều đam mê dục vọng nhưng mà đến nhanh thì cũng sẽ um, kết thúc nhanh cái vậy kết thúc trong vội vàng và cái sự hấp tấp không có giúp được gì cho mối quan hệ hết cho nên cái tình yêu chậm mà chắc thì nó sẽ an toàn hơn Rồi đây mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn hay là của bạn của người đó Đây trong mối hệ này có thể các bạn cũng được ơn trên cho bạn rất là nhiều cơ hội để làm lại Để kết nối lại để có thể gọi là giảng hòa Nhưng mà cuối cùng một trong hai người hoặc là cả hai không có tận dụng cơ hội thì sẽ có sự tách biệt nhau ra Nha. Yeah. Bảo Bình, Bạch Dương nhân mã thiên bình market sông ngư chữ cái trong tên chữ m chữ b phở chữ e chữ v chữ y ngắn chữ g chữ u chữ t chữ z chữ b chữ x chữ r chữ w chữ k rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Chào các bạn.